Của anh là tình yêu là như thế nào? Tình yêu là mình phải chung thủy. Em thì không thích sống thử và cũng không thích người con gái đã sống thử. Nếu có gì lỡ lầm thì cũng à, cái này hơi căng nha. Thí dụ như bây giờ mình lấy vợ rồi mình gặp vợ mình đã từng sống thử thì sao? Thì em đã nói là em có thể là chấp nhận nếu là bị lỡ lầm thôi. Anh đã từng sống thử chưa? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, chào Du Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào toàn thể quý vị khán giả. Rồi, chào em. Chào bạn. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các vị khán giả và chào cô bạn bên kia. Em tên Phạm Tấn Tăng, 34 tuổi. Thăng, 34. Phạm Tấn Tăng, Tăng à, Trang. Xe Tăng á hả? Tăng Trang anh. Tân Tân, à, dạ, Tân. Phạm Tấn Tấn Tân. Anh làm nghề gì? Em làm bên kinh doanh giữ xe. Kinh doanh? Dịch vụ giữ xe du lịch với... À, giữ xe, xe du lịch, ha, tức là có cái bãi. Bãi dưới dạ cầu, cầu chữ Y. Cầu chữ Y, lâu chưa bạn? Được hơn 5 năm rồi. Cái đó là mình làm nhân viên hay là bãi giữ xe đó của mình? Bây giờ nó khoán lại cho mình, tự nhiên mình thầu bãi xe. Thầu coi à, như cũ đó. Ngon dạ, lắm nha, giữ đêm mà xe đông đông ngon lắm à. Còn bạn gái em giới thiệu về mình. Ừ, dạ em tên là Thái Kim Phê. Hả? Thái Kim Phê cà phê đó anh. À phê phê. À phê đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh tại công ty Dương Hoàng. Năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi. Em là nhân viên phòng hóa lại. À vậy là nói chuyện cũng hay lắm nè phải không? Tiếp xúc khách hàng. Tức là dây nóng đó. Má em cũng nói thấy con mình cũng được mà không biết tại sao lại ế. Thế em có hiểu tại sao không? Bản thân em cũng mâu thuẫn rằng là em trong công việc và em ngoài đời sống thì nó không giống nhau. Ủa là sao? Mình là mình thôi chứ. Em trong công việc thì hơi khó tính với lại là nóng bình thường. Nhưng cũng dịu dàng. Cũng dịu dàng, dễ thương. Thế mình có mấy mối tình rồi? À em cũng được 2 mối tình chính thức. Chia tay bao lâu rồi? 2 năm rưỡi rồi đó chị. Tại sao chia tay cái mối tình đó? Chắc có lẽ là do tình yêu nó không có đủ lớn á chị. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 1 mối tình. Mới có 1 hả? Dạ. Tại vì quan điểm của em á là khi mình muốn quen bạn gái là mình phải cố gắng làm sao với là dự định tiến tới hôn nhân. Và mình phải có điều kiện để mà lo cho bạn gái và ví dụ như tương lai cho con mình sau này. Sắp tới là sẽ cưới vợ, đúng không? Chúng ta đã chuẩn bị gì? Có tiền đủ chưa? Lo cho con, cho vợ chưa? Chứ đến đây xong rồi bên kia đủ, người ta nói cưới sớm mà không đủ hay sao? À, lo con, lo vợ, tiền cưới thì có thể là em lo được hết. Lo được hết rồi đúng không? Dạ. Chứ nếu không được cái nữa chia tay nó mệt lắm. Dạ. Giờ có nhà cửa gì đây chưa? Nhà thì chưa, tại vì nhu cầu của em thì hiện tại bây giờ em làm ở bãi dưới xe luôn. Cho nên là chưa có nhu cầu mà nhà cửa. Phải tính để quen bạn gái thì có gì đó nhu cầu làm việc thích hợp thì mình hãy mua nhà. Bãi xe em giữ khoảng được nhiều chiếc? 4 chiếc du lịch. 4 chiếc du lịch, chưa tính xe máy đúng không? Dạ. Ủa mà sao nguyên nhân gì tại vì bạn lại đi làm cái công việc là cái thằng thầu có bãi giữ xe? Thì trước đây mình làm cái gì? À, trước đây em đã từng học trung cấp điện công nghiệp, xong rồi ra trường đến giờ đi bộ đội. À. Xong rồi em đi ra bảo trì điện. Bảo trì điện thì một thời gian thấy công việc nó bấp bênh quá, cho nên em xin chuyển qua bên giữ xe. Nay thấy công việc thì cũng ổn định rồi nên có thể mình kiếm bạn gái rồi tiến tới hôn nhân. Đi bộ đội mấy năm? Dạ 1 năm rưỡi chị. Ở quân trường mấy bao lâu? Quân trường 3 tháng. À 3 tháng vậy là cũng tính kỷ luật quân đội cũng cao rồi đó ha. À, không có mà ăn chơi nữa. Bạn nữ của mình có những ưu điểm gì? Em được người rất là vui tính, có trách nhiệm, với lại em là tự lập rất là tốt. Mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Phải to con một chút, bởi vì em là đô rồi. Cao 1m7 trở lên. Chị dữ vậy? Em 1m67 rồi chị. Ồ. Mang dép nữa 1m7 rồi. Rồi đứng đứng lên coi cái coi. Chà, cao dữ ha. Rồi. Thế nhưng mà về tính cách á, thì bạn em và bạn trai em nhất là một người trầm tính một chút. Em nóng rồi bạn trầm thì nó mới dung hòa với nhau. Đúng rồi. Thứ hai nữa là có công việc ổn định. Chứ bây giờ không thể nào mà một túp đèo tranh hai trái tim vàng được. Nói chung là muốn đi đến lâu dài thì cần phải có thực tế một chút. Chứ bọn em cũng qua cái tuổi mà yêu cho biết, yêu theo cái quán tính rồi. Cái điểm gì bạn không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, chi ly tính toán quá chị. Mình bóng bẩy quá. Bởi vì em bây giờ nó không phân biệt đâu là thật đâu là giả cả. Em muốn bạn em cũng chuẩn mẹ. Nói chung thích phụ nữ đó chị. Tụi coi cái giới tính bên đây có rõ ràng không? Rồi chị. Không, bộ đội mà, đúng không? Ừ. Mạnh mẽ, khỏe mạnh. Anh cao nhiêu? Cao 1m7. 7 vừa chuẩn luôn ha. Khỏe không? À, khỏe. Chuẩn men không? Dạ, chuẩn. Chuẩn men ha. Hơi trầm tính á, đúng bên kia yêu cầu luôn đó. Dạ. Không, cho em hỏi tí. Nhưng mà tiến tới hôn nhân thì nó phải bền vững chứ không thể một túp liều tranh hay quả tim vàng. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Gần đủ. Gần là còn thiếu cái gì?
Thì bây giờ còn thiếu một cô bạn gái nữa. Tôi cũng bị đủ điều kiện mua đất rồi, mua nhà rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì anh có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu hai người quen nhau mà tìm hiểu nhau được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân, không cần thời gian. Anh này rất là trầm tính, dễ thương, cầm vờ lai. Hôm nay anh đi đến đây với ai? Dạ đây với bạn, đứa em, đứa cháu. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm như thế nào nha. Rồi, xin mời người nhà. Hợp với anh Tật. Chị này thì hoạt bát, dễ thương. Hợp đó. Hợp đó ha. Rồi, về ổn rồi. Mình đi với ai em? Dạ, em đi với sếp với lại cháu trai của em. Ồ, có sếp nữa hả? Đâu ạ? Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì nói chung á, bây giờ thấy anh Tân á thì cũng ít nói, thì thấy là trầm tính. Còn về phía của Kim á thì thực sự do cái tính chất công việc á, đa phần mấy bạn sale á rất là năng động là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, mình làm trong môi trường sale thì cái áp lực về cái công việc cũng rất là lớn. Nói chung á, thì em chỉ chia sẻ cái công việc của bạn Kim thôi. Còn về hai bạn hợp nhau hay không hợp nhau á thì chắc có lẽ là ở quyết định của Kim. Ủa mà sao chị lại kêu là Kim? Phê mỗi lần hỏi, ủa em tên gì? Em tên Phê. Đóng nhanh ngừng lên vậy? Tên gì Phê hả? Không, Phê, cà phê. Nên thành ra là lấy Kim thì nó tiện xong vô và thuận lợi trong công việc chị. Có sếp đi cũng đỡ vững tin hơn ha. Chào anh. Chào Phê. Phê. Không có ấn tượng mà cứ kêu là Phê. Tự nhiên ấn tượng cái tên cũng vậy nữa. Đôi khi người ta giáp mặt, ta nghe tên tự nhiên ta nhớ hoài luôn. Chứ Kim thì nhiều người tên Kim lắm. Dạ đúng rồi, tên em đặc biệt lắm, nghe lần là dễ nhớ. Sếp nói đúng á, các bạn sale rất là năng động, rất là nhanh nhạy, giao tiếp tốt. Anh bộ đội bên đây cũng trầm tính chút xíu. Vậy thì người nói có người nghe anh. Có người nghe rồi chắc ăn rồi. Ha. Dạ. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định, kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Mời anh. Lúc nào trầm tính chứ lúc này phải nói nha anh, phải năng động lên nha anh. Bạn của ba của. Dạ em cảm ơn. Em nghe nói anh Tăng đi trước có đi bộ đội đúng không ạ? Đúng rồi. Em nghe thật sự là em rất là có cảm tình với những người mà đã đi bộ đội về, bởi vì mình sẽ chín chắn hơn. Anh nghĩ thì nếu mà hai người thì cần điều kiện gì thì mới đi đến hôn nhân được? Em dự định là ở đây luôn chứ? Nếu mà dự định ở đây thì mình có thể mua nhà, chung cư hay gì đó. Bản thân em về hôn nhân thì em chỉ cần là hai người có tình cảm với nhau, cần nhau trong cuộc sống, thì em nghĩ là đó là điều kiện đủ đi đến hôn nhân rồi. Dạ, anh cũng em quay lại anh có thấy thất vọng lắm không? Không, bình thường anh không quan trọng về bên cái ngoại hình bên ngoài, mà quan trọng là bản chất của một người đó như thế nào thôi. Lại bên trong má em nói bạn chắc em là tốt rồi đó. Vậy là chắc là hợp với anh. Nhưng mà người cũng đẹp xinh mà. Quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Tình yêu là mình phải chung thủy. Em thì không thích sống thử, và cũng không thích người con gái đã sống thử. Nếu có gì lỡ lầm thì cũng có à, cái này hơi căng. Dạ. Nha. Thí dụ như bây giờ mình lấy vợ rồi mình gặp vợ mình đã từng sống thử thì sao? Thì em đã nói là em có thể là chấp nhận nếu là bị lỡ lầm thôi. Anh đã từng sống thử chưa? Chưa. Quan điểm của em là tình yêu lúc nào cũng phải trong trắng. Khi mình sống thử như vậy á, thì ví dụ người kia còn thì mình hại với người ta, mình không thích. Khi nào mà em nhắm khả năng mà em có thể mà cưới được thì em sẽ ấy. Đàn ông cũng hay có một cái tính gọi là không thích người yêu mình đã sống thử rồi, thích người yêu mình còn trinh trắng như vậy. Nhưng đa số người đàn ông là gặp phụ nữ luôn luôn muốn sống thử trước, muốn gọi là chiếm đoạt trước. Hai cái này nó rất mâu thuẫn với nhau. Sống thử không thử nó quan trọng là mình đối xử với nhau tốt hay không thôi. Bây giờ thí dụ như anh lấy một người phụ nữ chưa bao giờ sống thử nhưng mà nó không hợp với nhau một thời gian, anh chia tay rồi người ta cũng phải đi tìm người yêu chứ. Nếu ai cũng gặp như anh vậy thì phụ nữ người ta khổ à. Không, em nói ví dụ như có lẽ làm một lần thì cũng chấp nhận rồi. Một lần thôi hả? Hai lần được không? Hay anh xui. Anh xui. Đôi khi cái này không được nhưng cái khác được có thể bù qua. Đúng rồi. Quan trọng là đối xử dạ. Mình thế nào thôi, sống với mình thế nào thôi. Còn cái chuyện tinh tiết á, quên đi cái quan điểm đó đi. Cả thế giới bây giờ họ cũng đâu có quan trọng điều đó đâu. Rồi chấp nhận. Chấp nhận ha. Chấp nhận. Từ đây về sau đừng bao giờ quan điểm điều đó nữa nha. Theo mình là đàn ông mình nghĩ như vậy. Ví dụ như là mình chấp nhận là ví dụ như trước đây người ta đã làm, nhưng mà sau này ví dụ như mà cưới về mà người ta ở ngoài nó là không chấp nhận. Đúng rồi, cái vụ đó không được. Rồi. Dạ. Ha. Dạ. Ok. Rồi. Okay. Tiếp tục. Anh làm em hú hồn. Anh có gia trưởng lắm không anh Tăng? Không, sống của anh thì vui vẻ hòa đồng. Em nghe mới đầu em nghe suy nghĩ của anh thì em nghĩ là anh cũng hơi gia trưởng.
Không. Những người mà tiếp xúc anh lần đầu tiên thì cho anh là khó chịu, nhưng mà khi mà tiếp xúc vài lần thì thấy anh là quá dễ. Em thì suy nghĩ rất là thoáng, nhưng mà cái vấn đề là sống thử trước hôn nhân thì em tán đồng với anh, bởi vì em cũng quan niệm như vậy, làm gì làm tôi cưới xin xong tính. Cảm nhận của nhau lần đầu tiên gặp mặt à? Lần đầu gặp bạn này thấy cũng được, cũng dễ thương. Và không biết mình có cơ hội để tìm hiểu thêm không? Thì em thấy anh Tân cũng là người hợp với cái những cái thông tin em đưa ra đó. Bạn có ngại chuyện lớn hơn nhiều tuổi không? Không anh, em thích những người lớn hơn nhiều tuổi. Em nghĩ thì họ sẽ suy nghĩ chín chắn hơn em rất là nhiều. Theo tôi thế này, anh Tân là một trong những người ít nói, trầm tính. Có đôi khi anh trong lòng anh muốn rất là nhiều điều, nhưng mà đôi khi không có nói không được. Tuy là cũng cứng cỏi nhưng mà cũng nhút nhát. Nào. Mình có 3 tiếng đếm mà anh Tân để tay vào nút bấm. Một cô gái năng động, một cô gái giỏi trong giao tiếp, biết tự lập, một chàng trai cũng cứng cáp, điềm tĩnh, ít nói. Không biết họ có hòa hợp hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Anh Tân là anh nhấn rất là dứt khoát, còn hình như bạn có một chút đắn đo suy nghĩ. Dạ, em mới đầu em nghe quan điểm đầu tiên của anh ấy về trinh tiết, em sợ là người rất là gia trưởng. Nhưng mà em suy nghĩ lại thì một điều nó không nói đến điều gì hết, nên em cũng cho bản thân mình cơ hội. Thôi anh suy nghĩ thôi, chứ anh cũng rất là dễ thương ha, cũng biết thay đổi những cái suy nghĩ của mình khi mà người khác trò chuyện. Gửi tặng hai bạn món quà của Sao Mắt E5. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có một buổi xem phim rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình ạ. Nào, hãy nắm tay cô ấy. Đi xem phim, mời hai bạn. Đàn ông phải nam tính, phải mạnh mẽ, vặn vỡ càng tốt, bụng hay nhỏ. Khuyết điểm của em là không có được đẹp trai thôi, chứ còn gì thì cũng được. Lo muốn chết luôn. Anh này anh ít nói quá. Đúng, nhưng mà không sao đâu. Anh nghĩ rằng trong mắt của họ đã tìm thấy một điều gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai để nhận những chiếc vé này quý vị nha. Hà Mạc. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, các anh chị và các bạn ở trường quay. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu, em 30 tuổi. À, em đang làm công việc gì? Em là kiểm toán viên. Quê em ở đâu? Em ở Long An. Kiểm toán viên mà chị nghe chị tưởng là em làm gì đó về nghệ thuật, cái MC hay là gì đó. Bây giờ mình chờ bạn trai của mình giới thiệu đã nhé, rồi mình sẽ trò chuyện. Mời bạn trai. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hoài, 29 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em làm quản lý nhân sự của một công ty xây dựng. Tôi nghĩ rằng bạn quan hệ rộng rãi với rất nhiều đối tượng với công việc của bạn. Quản lý nhân sự mà, vì thì lý do tại sao chúng ta chưa tìm được một nửa yêu thương của mình? Có thể là một phần vì em ngoại hình mình không có được đẹp mắt như mọi người. Với lại công ty em là chuyên về xây dựng, chủ yếu là các anh nam và các chị đã có gia đình rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. 3 mối tình là cũng nhiều đấy. Dạ. Sâu đậm nhất là mấy năm? Sâu đậm nhất là 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Tại vì đôi lúc cách quan tâm của mình chưa có đúng với cái ý mong muốn của người ta. Nên là... Là bạn quan tâm nhiều quá hay là tại vì bạn không quan tâm? Cách quan tâm của mình thì không đúng. Cũng có cái trường hợp mình cũng không quan tâm. Hồi nãy bạn nói là bạn 29 tuổi hả? Dạ. Bên đây thì lại là 30 tuổi. Em là 87. 87. Có nghĩa là ngày sinh của em là tháng giêng 87. Nhưng mà thật ra thì nó lại vướng âm lịch 86. Cho nên là em vẫn luôn mặc nhiên em nghĩ mình là tụi con cọp. À, nhưng mà thật ra là mình sinh năm 87 đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là bạn trai bên kia sinh 88 hả? Dạ 87 ạ. 87, ủa 87 gì bằng tuổi mà. Tự nhiên giới thiệu tôi tưởng đâu là bên đây lớn hơn bên kia 1 tuổi. Nhưng mà bạn bên kia bạn sinh tháng mấy? Trời ơi, còn tháng gì nữa. Nhà muốn là kêu bằng chị hay sao mà hỏi rõ vậy? Dạ không có. Em giới thiệu về cái sở trường của mình, những cái năng lực của mình.
Theo mọi người nhận xét thì họ nói là em dịu dàng và cư xử khá là khéo léo. Nhưng tại sao mình lại không có bạn trai? Thực ra là em đã trải qua một mối tình rồi. Và có lẽ là cái duyên đó đến nhưng mà cái nợ nó chưa đến. Cho nên là đến bây giờ vẫn còn độc thân. Tại sao mình chia tay mối tình đó? Có thể nói là do họ hết yêu mình. Chuyện cũ bỏ qua, nói chuyện mới đi. Thì mình mong muốn đến cái chương trình mình tìm một người bạn trai như thế nào? Không xét nét vào quan điểm khắt khe về tuổi tác. Đàn ông phải nam tính, phải mạnh mẽ. Vạm vỡ càng tốt, bụng hơi nhỏ. Bụng hơi nhỏ với bụng như anh Quyền Linh là thua rồi, phải không? Dạ không, bụng anh Quyền Linh vẫn được. Vẫn được. Đàn ông thì phải chấp nhận giao tế. Bụng to một tí là vẫn ok. Nhưng mà bụng mà bụng phệ, bụng bia thì... Ủa, giao tế, cái đó hơi ngại. Giao tế mắc gì bụng to? Uống bia đó. Phải uống bia. Dạ, chấp nhận bạn trai uống bia luôn không? Bụng to hoài. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự vẫn sang như thường. Dễ tính quá ta, bạn gái này rất là dễ tính. Em rất thoáng trong mọi chuyện, thích nhậu nhiệt hay là cái gì đó, tứ lỗ tường cũng được. Nhưng tứ lỗ tường cũng được. Nhưng quan trọng là người đó biết dừng lại đúng chừng lúc. Chừng mực. Dạ đúng rồi, chừng mực, biết họ phải kiên nhẫn trước những sự cám dỗ ảnh hưởng đến tình yêu hôn nhân gia đình. Quá giỏi luôn. Vậy là được. Bạn trai cảm nhận như thế nào về những cái yêu cầu của bạn nữ đưa ra? Em thấy em đạt cũng khoảng 90%, còn 10% là tại cái bụng. Bụng sao? Cũng hơi bự bự hả? Cũng cỡ anh Quyền Linh chị. Rồi, bạn có yêu cầu bạn nữ thế nào? Tương đối cao, không có nhuộm tóc màu sặc sỡ. Nhưng mà bên đây em lỡ nhuộm tóc rồi thì sao ta? Màu nhẹ không em? Tao nói không có nhuộm tóc xanh đỏ hết. Em không biết là anh quan niệm sặc sỡ của anh là như thế nào. Nhưng mà ta nhuộm tóc là quyền của người ta. Nhuộm tóc cho đẹp thì sao mà em không thích là sao? Mà sáng quá kỳ lắm anh ơi. Sáng đâu có sao đâu. Người yêu mình đẹp mình có quyền tự hào chứ. Dạ. Rồi còn không thích gì người phụ nữ nữa? Chơi bời hoặc là... Chơi bời là gì? Đi ba đi này nọ nhiều. Đi ba thì người ta đi giải trí, xả stress. Đi vào ba tí có sao đâu. Dạ, giải trí ở mức độ là thường chứ không thường xuyên. Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng được. Bên đây người ta thoáng, người ta cho bạn tứ đủ tường cũng được nữa mà bạn kỳ cục quá à. Nè bây giờ thí dụ như giờ bạn gái hôm nay mặc đồ hơi thoáng thoáng một chút, quần short đồ mắc mẻ một chút, sexy một chút, bạn chịu không? Dạ thích. Kỳ vậy. Thích thì sao ta nhuộm tóc nhuộm đồ là cho làm đẹp thì là không chịu. Bạn có tật xấu gì không? Khuyết điểm của em là không có được đẹp trai thôi chứ còn gì cũng được. Kể một số ưu điểm không? Ca hát được với lại làm thơ. Quảng cáo không có tin thơ đâu. Đi làm thơ đi. Bấy lâu bị ế nhăn răng, chương trình điện thoại báo rằng tìm ra. Anh vui quá xá quà xa, đêm ngày thao thức nghĩ xa nghĩ rần. Em ốm thì anh sẽ giảm cân, em mập thì anh sẽ ăn gần bằng em. Làm sao thì cho hai đứa xem. Ví dụ như là em cao thì anh sẽ đi thêm doctor. Em đừng lo nghĩ vu vơ. Em lùn thì anh sẽ cõng trên bờ với anh. Anh không lựa chọn vòng quanh vì tinh duyên số đưa anh gặp nàng. Giờ đây anh đã sẵn sàng, chờ mong giây phút mở màn gặp em. Được. Tôi kết rồi đó, tôi kết rồi. Được nha, bạn đã ghi được thêm 5 điểm trong lòng của tôi. Một bài thơ rất hay và ý nghĩa. Em có sở trường gì không? Em biểu diễn lại cho anh xem. Em có học dance mode nhưng mà thời gian qua cũng bận quá cho nên là cũng bỏ. Chỉ có thể biểu diễn một vài động tác. Được. Vậy là được rồi. Qua coi Linh. Âm liền. Nhưng mà em mặc áo dài cho nên là các anh chị các bạn. Khánh Thi mặc áo dài vẫn nhảy đẹp như thường. Giống như có nhạc thì tốt hơn ạ. Có nhạc. Rất là uyển chuyển, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, dễ thương. Lắc qua lắc lại cũng dẻo lắm. Nhưng mà chắc mình cũng phải có khuyết điểm chứ hả? Dạ đúng rồi, con người mà chị. Em khó tính và nóng tính. Vậy mà nóng tính hả? Dạ đúng rồi. Cái điều gì bạn không thích ở một người đàn ông? Có lẽ lượm thường, không gọn gàng, quá bảo thủ và độc đoán gia trưởng. Rồi, hy vọng là bạn trai bên đây sẽ phù hợp với bạn. Chào bạn. Nãy giờ bạn cảm nhận người phụ nữ bên kia như thế nào? Là một người phụ nữ rất là dịu dàng. Bao nhiêu lâu thì bạn có thể tiến tới hôn nhân được? Gia đình em cũng đang rất là mong chờ điều đó. Nhưng mình đã chuẩn bị gì sẵn sàng cho đám cưới chưa? Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu cô dâu thôi. Phải không? Dạ. Thôi vậy cũng được rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Rồi, chúng ta gặp bạn thân của bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường ạ. Bạn của bạn có phải là một người khó tính không? Thực ra thì bạn của em cũng không đến nỗi là khó tính lắm. Bạn cũng có một số bạn gái theo đuổi nhưng mà tại vì chưa có phù hợp với bạn nên là bạn chưa có chọn. Vậy thì nãy giờ cô gái này bạn cảm giác là phù hợp chưa? Bạn này rất là dịu dàng,
nhìn mặt cũng rất là dễ thương và giọng nói cũng dễ thương giống người, nên em nghĩ là bạn em sẽ chọn. Cảm ơn bạn. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì Tư và em gái của em. Dì Tư thấy sao dì Tư? Nãy giờ thì thấy tính cách của hai cháu này cũng tương đối, cũng gần gần được với nhau thôi chứ cũng không chưa hợp lắm. Chưa hợp lắm. Hồi nãy em nói đi với dì và em gái hả? Dạ đúng rồi. Chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em nhìn thấy anh bệnh như thế nào? Em thấy anh cũng được, nói chung cũng hiền và đứng đắn. Em nghĩ là chị em với anh cũng nên cho một cơ hội tìm hiểu, sau đó thì là do sự quyết định của hai người. Rồi, kéo màn lên, quan trọng hai người thôi. Chúng ta hãy nhìn nhau thật kỹ. Mời bạn. Cảm ơn anh. Bạn em bức tranh. Bức tranh này cũng có ý nghĩa lắm. Nếu em nhìn thoáng qua là một cô gái đang đứng rất là cô đơn, đang nhảy múa. Và nếu nhìn một cái cách nhìn khác thì là hai người đang hôn nhau, đang rất là hạnh phúc. Anh muốn gửi gắm một cái thông điệp là em muốn là một cô gái này hay là em muốn là một cô gái này. Rồi, cảm ơn em. Anh nhiều. Nếu như mà em có một người chồng không có được đẹp trai thì em nghĩ sao? Quan trọng nhất là người đó có yêu thương em hay không, người đó có chân thành và trung thủy hay không. Ngoại hình cũng là một yếu tố ảnh hưởng nhưng mà nó không quá quan trọng. Còn anh thì thế nào? Anh cũng nói là nhìn một con người không có quan trọng về ngoại hình, nhưng mà nhìn em là quá đạt tiêu chuẩn rồi. Cảm ơn anh nhiều. Cho em hỏi, anh có e ngại khi mà quen với một người con gái tuổi Dần hay không? Thực tế thì anh không có quan trọng vấn đề đó. Nó không có ảnh hưởng, chủ yếu là hai người yêu nhau và cùng cái cách nhìn để mà sống. Em đã sẵn sàng lập gia đình chưa hay là chỉ là muốn để tìm hiểu? Thật sự là em đã sẵn sàng lập gia đình từ lâu. Bởi vì kết hôn trễ thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều vấn đề về con cái, mọi thứ sau này. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Con cái ai đẻ? Ý không? Gì? Tiền bạc ai giữ? Con cái mấy đứa? Em muốn mấy đứa. Chứ có lẽ là hai. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì trong cái phạm vi cuộc sống này thì mình để làm sao mình giới hạn được, mình có thể đảm bảo cho cái cuộc sống của con sau này. Anh là một người có quan niệm hiện đại hay là phong kiến? Anh là người có quan niệm hiện đại và thích cách sống hiện đại. Anh nghĩ là em cũng là người có suy nghĩ chín chắn và biết lo cho gia đình. Chúng ta nên có một cái cơ hội nào đó. Anh nghĩ rằng ở chỗ cô gái cũng vẫn còn một cái điều gì đó nó trăn trở chút xíu, chưa biết cô bấm nút hay không. Vậy thì em sẽ có cơ hội là 30 giây nữa tỏ tình với cô ấy bằng mọi cách, lời nói, bài hát hay cầu hôn gì đó, tùy em. Em có 30 giây bắt đầu. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Tiếp tục. Dạ hết anh, tiếp đi. Lâu lâu thuộc câu câu chọt chọt. Trời, đang ngon, đang ngọt, tự nhiên có nhiêu đó vậy. Làm cục hứng quá anh này. Rồi, để tay vào nút bấm bạn. Thích, đồng ý thì mình sẽ nhấn mạnh vào. Suy nghĩ thật kỹ nha. Vẫn còn một chút suy nghĩ, một chút đắn đo từ cô ấy. Liệu cô ấy có bấm nút hay không? Nào, sau 3 tiếng đếm ta biết được điều đó. 3 2 1. Hết thời gian. Nào hãy đứng lên. Một trái tim màu hồng cùng chung nhịp đập. Chúc mừng hai bạn. Đây là những món quà của Sao Mắt P5. Đi lên tự nhiên tự động nắm tay ta luôn vậy. Nắm đi bạn, tự tin lên. Nãy thấy nắm rồi. Cho phép mình nắm. Cho đâu, nãy chưa cho, mới đứng lên cái lộn nhào vô nắm rồi, xin gì nữa. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn và hiểu nhau hơn.